trở lại với đồ gỗ Hoàng Cường. Hôm nay trực tiếp tại xưởng để giới thiệu đến quý vị khán giả sản phẩm đồ gỗ. Xin chào quý vị, đây hôm nay là ngày 3 tháng 7 này, quý vị có thể nhìn thấy này, thứ hai này. Ngày 3 tháng 7 thứ hai nhá, 2023, trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường. Thì mình cho ra mắt bộ sản phẩm mới này. Thì cũng là những cái lối hàng thì vẫn tương đối như vậy thôi, nhưng mà có những điểm khác biệt ở đây là hàng vân bông của mình chọn cực kỳ là đẹp, cực kỳ là VIP luôn. Rất là hiếm nha quý vị nhá. Quý vị có thể ngắm nhìn này. Mới phần thô thôi mà nó đã bông nu, bông xoắn quằn quại như này rồi. Đó. Ngoài cái mặt bàn này vân ra thì mình chọn cái bộ khung tranh này, nó cũng là vân rất là đẹp nhá. Quý vị ngắm nhìn một lần nữa này để có thể ngắm nhìn thấy này. Đó. Rồi. Tiếp theo là 8 ghế. Thưa quý vị, mặt bàn vân, 8 ghế chọn vân luôn. Quý vị có thể nhìn thấy này. Vân từ tựa cho đến mặt luôn nhá, chứ không phải là mỗi tựa với vân không thôi nhá. Mặt bự cái này, mặt của mình 45 vuông này. Đó, cũng vân luôn. Rồi. Mời quý vị ngắm nhìn hết một vòng luôn. Tất cả sản phẩm ở bên đồ gỗ Hoàng Cường đều là đặc sản ở trong đồ gỗ nha quý vị nhá. Vì những cái sản phẩm này á, mình phải chọn lọc ở nhà máy, ở xưởng cưa rất nhiều nơi thì cưa gỗ nó mới ra được những cái sản phẩm như này, chứ một xưởng không bao giờ cưa gỗ kiểu như là mình đi tìm những cái sản phẩm đặc sản nha quý vị. Rất là khó tìm. Nên là hàng này phải mất rất nhiều thời gian mà để khi mà hoàn thiện lên được bộ sản phẩm này nha quý vị nhá. Đó. Thường thì những cửa hàng và những cái nơi bán nội thất họ không có trưng bày được những cái sản phẩm này đâu, chỉ có đặc biệt bên xưởng đồ gỗ Hoàng Cường thôi. Quý vị có thể tham khảo trên tất các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok hoặc là Facebook là những cái sản phẩm đồ gỗ mà vân bông như này này, thì đặc biệt có ở cơ sở đồ gỗ Hoàng Cường thôi. Và rất là nhiều nhá, vì mình hàng mình sưu tầm nên là lúc nào có hàng gì đẹp cái là mình làm lên cho khách hàng luôn. Còn đâu là những cái cửa hàng kia bảo đảm với quý vị là không có, chỉ đơn thuần họ là gõ đỏ bình thường thôi, còn mình là đặc sản ở trong gõ đỏ nha quý vị nhá. Rồi, tiếp theo là đến phần vai bàn này, quý vị có thể thấy này. Vai này của mình 7 phân, lượn cong theo mặt bàn này. Quý vị thấy chỉ cũng cong theo này, hoặc là tây rất là đẹp nhá. Chỉ này mình để chơi luôn, không chạm chỗ gì hết nhá. Vì cái bàn này nó hình bầu dục ấy, nên để trơn ấy, nó uốn theo rất là mềm mại. Giới thiệu cái kích thước của mặt bàn này lại nha quý vị nhá. Là bề ngang 95, chiều dài 1m95, khung tranh 2,5 phân đủ. Mặt ván là 1 phân cơ đi, bông vân hàng ngàn năm tuổi nha quý vị khán giả nhá. Đây, đến phần trụ nha quý vị có thể thấy, trụ này là của mình là gồm 2 cái trụ. Mỗi một trụ là 3 dâu, là tổng là 6 dâu nha quý vị nhá. Trụ là trụ 25, liền nguyên khối luôn, từ đây lên đây, cao 55. Quý vị có thể thấy này, mình chạm hoa lá tây cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, chạm hoa lá tây mình chạm tay thủ công nhá. Rồi đến phần râu của trụ này, râu này là 7-12, dài 45, chạm cũng hoa lá tây cực kỳ sắc nét nhá. Đó. Rồi, đến phần trong này. Đấy, phần xà này, xà trụ từ bên này qua bên này này, bản của nó là 3 phân, 10 15 phân. Quý vị có thể thấy này, mình làm lượn cong này. Rất là đẹp. Dưới trên này thì cũng rất nhiều xà luôn. Một cây xà dọc, hai cây xà ngang hai bên trụ và đỡ bàn thì cũng rất là nhiều luôn. Rồi, quay chi tiết sơ phần dưới cho quý vị khán giả xem. Chi tiết về sản phẩm chiếc ghế cho quý vị có thể nắm bắt được luôn. Phần tó thì mình dày 3,5 phân, chạm hoa lá tây nha quý vị nhá. Tó này dày 3,5 phân là bản cao 20 này. Đó, phần tựa này thì 1/3. Tựa của mình tất cả đều là tựa nu hết nha quý vị nhá. Nu gõ đỏ này, cưa từ một khúc cây cưa ra. Đây là 8 tấm đều như nhau nha quý vị nhá, 8 tấm tựa ở trên bộ bàn ăn này này. Rồi, phần đỡ tựa này thì bản dày là 9 phân. À, bản dày cũng 3 phân luôn, bản 9 này. Mặt là 45 vuông nha quý vị nhá, 2 phân cưa đi. Đó, mặt cũng vân bông luôn, quý vị có thể ngắm nhìn thấy này. Rồi, phần chạm chân này. Chân này thì mình chạm tay nha quý vị nhá. Hàng cực kỳ là mềm mại này, độ cong này, quý vị có thể thấy này. Chỉ nối này. Đó, rồi ok. Sang phần bên hông. Chân của mình là cong hai chiều nhá, cong đây và cong bên đây nữa nha quý vị nhá. Đó, ngồi rất là thoải mái và thư giãn. Xin được xin phép ngồi cho quý vị khán giả xem này. Ngồi nó ngả lưng ra sau nhá, khi mình đi làm vất vả về ngồi rất là ok nhá. Còn nếu mà ghế nào cứ thẳng đứng này hoặc là cúi cúi như này, nó là hàng chợ quý vị. Rồi. Thông tin của sản phẩm này đã xong. Vâng, xin được báo giá trực tiếp bộ bàn ăn này tại xưởng đồ gỗ Hoàng Cường nha quý vị khán giả nhá. Với bộ bàn ăn này, bàn kích thước là 95 1m95, 8 ghế, hàng chọn lọc, với giá sơn BU rồi. Giá của nó là 32 triệu nha quý vị nhá. 32 triệu thì mình sẽ bao gồm là sơn BU, miễn phí vận chuyển 100 km toàn khu vực miền Nam và tặng tiếng cường lực mặt bàn cho quý vị khán giả nhá quý vị.
Rồi, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.